Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết reo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình đồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm dòng lệ thấm xuống hồn. Cha ơi, cha bỏ
để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con. Cụ hòa sơ cũng dẫn thời sa môn cũng hành pháp sự thiết lấy kỳ siêu nhập mặt tân linh thế nhân người cũ sinh năm 1952 một ngày 30 tháng 8 năm Giáp Thìn thường có 70 tuổi duy nguyện hư tinh thần được linh minh lai đạo Phật thiện cảm kích linh tự nhân niệm quy năng diệt tăng vì nghiệp sinh như nhiều tán tác nhất kiếp mạng năng tận năng lợi sở lợi tâm công tình cảm ứng đạo hiện vị lai Phật chúng chư Phật ổn qua hiền đẳng tăng thường trụ tam bảo chia đón đảnh lễ thầy chúng sanh nghiệp cấu trần biên nhập thì lữ hoa toàn chơi ca trúc vô sư bất tử vị biên cư biên cư loài ngoài được tiếp đàn ơi tự kỳ hương tình duyên tối tận xuất trưởng sư đàn ra tất thanh tịnh bồ tát đầu cảm lô lý năng linh nhân đức biến thương thinh duyên tối tận xuất đường lĩnh sứ đàn đàn tất thanh tịnh tán mượn địa bồ tát nam mô bát nhã địa bồ tát nam mô cầu đức bồ tát nam mô a di đà phật bồ tát niệm thủ kim mạch cho ngài bồ tát nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Thank you.
vầng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dọn đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Còn cái ảnh
hai môi vui lắm bao năm qua người quên nữa anh chế hôm nay nhận áo gắn thời con dân hương tượng an nhân lấy tạ hương gì bái mất ngày ba mươi năm 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 giác thường nữ có 70 tuổi toàn ở gia quyến ôi muôn giờ bận lần đạt miền tây biết tuổi là hướng đến gió mây nào ngàn thôi sông cùng gọi là không thanh nghe nếu là những sự vậy cứ vậy nếu không sự kiếm tâm lý nào thường nhỏ cho đến khi nhạc là để nhạc sĩ rồi con người huệ hữu tình sanh năm 19 năm nay mất ngày 30 tháng 8 năm giáp tình được tò bởi lê tư cũng vội bỏ thân huyễn hóa vội thoát từ lọc trần thận rằng sẵn con có nhập tơ tóc giữa đời cũng phải kêu ta đôi đầu xanh thân trắng rợn mùi lòng xót áo gai sùi sụp mong rằng mong giả linh tiên mặc nhiên vinh giác ơi ơi thân cuộc đời thân sơ tinh sản vừa biết lập tinh thị đã cung mang đã chấm nhĩ thương nơi thân lê tờ đã nghĩa cả tại không yên đền chưa tinh sản có cùng con nhớ ơn cha
bao năm bôn ba giữa dòng đời, với bao nắng mưa gió sương chất trên bờ vai gầy. Nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi, rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời. Nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha. Bye.
Con xin hứa sống sao thành người để
để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vui thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Đường trần giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vui thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Đường trần giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Thank you.
Giáo Sư A Di Đà Phật, cùng đại thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Di Đà. Duyên vì hồi hướng kỳ siêu tân hương linh thế danh nguyện, độ muôn độ tu tinh. Tự độ hữu thần Pháp danh Nguyên Tâm, sinh năm 1952 bất ngày 30 tháng 8 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 74 tuổi. Duy nguyện hương linh Phật, Đức Linh Minh Lai Đáo Phật Tiền Phật Kinh Kinh Pháp, trường thừa Phật lực bốc thoát mê đồ vãng sanh tịnh độ, chơi hương định chữ tuệ hương giải thoát tri kiến hương, quang minh tất đại viên Phật thương cũng vừa tán bảo tiền nam mô. Ở cái video thì trên hết pin nó nói vậy ạ. Niềm quy năng diệt tăng vì nghiệp, sự dương dược tan tan đức kiếp mạc năng tận năng lệ sợ lệ tăng công tịnh. Ca mừng đạo giao nan tư nghị ngã thư đạo tràng dự đế châu, học phương chư Phật anh hiện trung ngã thân anh hiện chư Phật thiền, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ âm chi đơn đành lễ nam mô tòa thượng công biện pháp giới quay vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo âm chi tôn đảnh lễ nam mô ba bà giáo chủ điều nữ hộ tổ tam tiên tổ tiên nhạc tổ tài đại ti văn tà ta ti nam mô ấn đà văn tà la la dạ dạ nam mô a di đà bà nam mô ti ca cha bát bát bàn ra bàn về số năng na năng tu nam mô tân kiên lần cõi mong ma chung đảng đạo tràng lân tế hợp cùng toàn thể tan gia môn quyến đồng âm dị cầu phúng tùng đại thừa kính chú quan hữu hình tự độ hữu hình pháp danh Nguyên Tâm sinh năm 1952 bất ngày 30 tháng 8 năm Giáp Thìn hưởng thọ 74 tuổi duy nguyện hướng linh nam Phật tử Nguyên Tâm nhất chân bất mùi lục dục tổn không vĩnh thoát nhân gian sanh tử hoa Phật tỏ nhất sanh chi ký phổ nguyện âm siêu dương thập nại yến hà thanh pháp giới chung sanh đồng thành Phật đạo nam mô a di đà Phật cầu siêu công đức tổ văn hạnh tổ siêu sanh chi tâm đành lễ tập phương tường trụ tam bảo tam bái
như là Phật đại diện gia đình xin cảm ơn Phật để đạo tràng. Tình cha thương con hết lòng, lo lắng đêm ngày mong con lớn khôn, ăn uống đồ ngon cho con, cay đắng nào cha nghĩ suy, miễn sao được ấm êm cha mừng. Con biết tình cha gánh nặng với con, ơn của cha già như núi Thái Sơn, nên nhớ rồi ghi trong tâm, đáp đền tình thương của cha để cho tròn chữ hiếu sau này. Sao cha được món ngàn ơn sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bỏ con. Ký ức dòng máu chẳng phai, hết lòng vì con chẳng đâu, giọt lệ tràn khó nói cầm ngăn. Món ngàn ơn sâu, làm sao báo đáp thù ân đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Xót thương về cha tóc bạc lưng còng, cũng không bao giờ quên con bỏ con. Ký ức dòng máu chẳng phai, hết lòng vì con chẳng đâu, giọt lệ tràn khó nói cầm ngăn. Ký ức dòng máu chẳng phai, hết lòng vì con chẳng đâu, giọt lệ tràn khó nói cầm ngăn. Cha ấm áp như vầng thái dương,
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện.
nhớ những năm xa xưa, giờ cha đã già với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chan con. Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của người chứa chan tình thương. Hãy sống sao cho thật. Bán gia vô quý xin mời lại đây tất cả hộ quý thập phương mặt niệm năm. Tây phương tịnh độ sen vàng nở phong gia từ đây mở lối về. Hoa nở lòng mừng độ kiếp dân đạo sư A Di Đà Phật thời thân để tạ quý linh nhị bái. Hôm nay là ngày 7 tháng 9. Cổ đức xưa kêu dậy, cho tôi sửa một niềm vui tươi vọng từ cái sang việc sang nào còn sang việc nào còn việc tại con có hồi và đã thời gian những ta tôi đã mê độ và sanh tình đạo. Hương hoa thật hương hoa điều ân nhất ta hương hoa thật hương hoa điều ân nặng nhất âm cùng bình an biến trần lĩnh lãng năng nghiệp lao sao ai còn chưa tỉnh giấc. À chậm sơ thường cởi thân thế ta lưng nhị bái. Tình đoàn bộ quý ngày xưa tại gia đường giờ thì một mình đã. Cha chậm nhị thường cởi thân thế ta lưng nhị bái. Tình đoàn tổ quý xưa kia còn tại thế. Xoát tương mây bị biến mà như công chưa đời đưa linh Phật tự nguyên tâm để danh nguyện hữu tình là tự độ tình là giác lai bảo mạnh biến quỳ biến tận dần không ăn không ba 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 lễ tạ ơn nhị bái.
đừng nói ơi ấm dương có ai nèo sanh tử có đôi đường đối trước linh sàn là tuyên lời âm tuyên tuyên có sát vụ hiền thế mà toàn là bản chất chân yêu tới nhìn tổ hình thắng là bài hai đại nạn thu qua và tả thêm ngày 30 tháng 8 âm giáp tình lượng tỏ bảy tư tuổi nhất tuổi tiếp nghi chất mức khi còn sinh trong gần thế dễ hay đâu cùng mà để hãy hát coi âm thật có biết đọc chỉ nơi đâu vâng lời Phật dạy cho siêu thoát và nhờ quyền phong chiếc giao đã là kiếm nghiệp mà sau các chúng tu đồ Đức Phật khi tôn ngọ nghĩ hết điều sanh diệt không có lại qua chúng cùng vươn gửi tất lê tà linh nhị bái hương linh nơi ở hương lễ thành tứ bái nguyện tự độ hữu tình bắt danh nguyên tâm
Nguyễn Giang 1952 mất ngày 30 tháng 3 năm Giáp Đình nữ tỏ 74 tuổi nhất tỷ phận hộ. Chiều đời tư linh, chiều đời tư linh phận thức linh minh nghe lời như tình về lại giả lãm tỏ tài hữu thực. Văn kinh đỉnh quán, thốc quán mê đổ và sanh tình độ. Lực tự ý bóng đạo từ quan tiếp chiều hướng linh ra nhớ ngôn chỉ ơn nam mô bồ bồ đề gia đi gia đi đất ta và gia đi bồ đề gia đi gia đi đất ta nam mô bồ bồ đề gia đi gia đi đất ta nam mô bồ bồ đề gia đi gia đi đất ta và gia đi gia đi đất. Tôi sơ một niệm vô minh tùy vọng tưởng có nay sanh tôi đời người có phước rồi làm thế gian không sợ không gian. Đoàn kinh đến quan tốc thoát lễ độ hoàn sanh tình độ hoàn quan. Hôm nay thăng kinh ngọc cùng bản gia môn biến thiên thành sanh đại bàn vô ba bản gia. Phát mạc tam cập nhật dương khởi bình tịnh quy tây thù thế tâm tập từ tuổi năm nhất thì chân hồn hỡi hỡi lương linh thần lực ra ngõ hoa hình như hoa thiền nhất tâm hồn vẫn an thần quan. Nam mô Đức Phật Đạo Sư La Di Đà Nam mô Quá Văn Giá Tùng Ni La Ba Toàn Ba Bằng Nhân Duyên Tân Lê Đời Tự Đạo Đại Nam Mô Gia Văn To Tài Thực Và Đưa Nhân Lại Lâm Phó Người Anh Trung Hoa Thực Địa Thảo Dương Cổ Tát. Hôm nay tăng chung hợp cùng bạn gia môn quyến thiết lệ viên xin nguyện tam bảo từ bi ai mở dắt chiều linh phản sanh Phật là quốc dân sáng chủ khởi tân trà chấm sơ quần. Dạ chân sơ quyền tới tân lê tạng linh nhị tái quyền tân vô ngày xưa tại quần nhập à chấm nhị phương khởi tân lê tờ linh nhị bái linh nhị phẩm mô quý quyển thân bảy thước còn đâu nữa chân thánh muôn đời đặc biệt lý cha cười Bang 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 b
danh Nguyễn Hữu Thìn đã tự tổ Hữu Thìn bắt danh Nguyễn Công. Sinh năm 1952, mất ngày 30 tháng 8 năm Giáp, được thọ 74 tuổi, nhân vị hồng hồn. Thiết nghĩ chân linh đi còn sinh trong đồng, để về hay đâu còn thang cõi âm thật có biết thăm chuyện nơi đâu để cư. Quân lợi Phật dạy muốn cho siêu thoát phải nhờ phúc lực mới nên, thì phải hôm nay nhân tiếng phụ thiên thiết lễ tiếng linh ta tại chùa thế là tôi được can tiền bây giờ cầu chúc cho chân linh ta nguyện tiếng linh thời đó tôi được gặp nhân viên tâm. Ôi âm hôm nay thiết lễ tiên linh tại chùa tay đôi trước linh sàn nhưng mà chúng mình xin cáo xin giả âm dương cảm thông thâu chấp trao lại công gia nhờ thổng chức hành được để mọi quả trị trong thành trời sang chú khởi thân. Cha chồng chú phượng khởi thân lễ tạ linh nhị bái thần hộ quỷ ôi co không còn phật la ơi co co ế ra lên đi ra đi đi ra ba giờ lấy là ngàn đề là bỏ đi ra đi ra lấy co co đề là đi ra đi ra đi đi ra ba giờ lấy là ngàn đề ba ba hân miệng sanh tây tôi mơ vì người mẫu hoa đại diện bằng đồ sạch ở tôi bộ thành tử bái Oh,
là ngày mùng 8 âm tháng 9 năm Giáp Thìn, thượng đàn pháp sự trước lễ cáo đạo lộ. Vì nguyện chư vị thiện thần và tam thập phương quán đạo lộ đăng đàn chứng minh trước lễ di quan ơi nguyện hữu hình tự đổ hữu hình pháp danh nguyên tâm sanh 1952 đại nạn vu qua vạn giáp bình yên đáng hòa hợp tăng thập nhân thờ quy tế duy nguyện tam bảo chính minh vạn gia hộ pháp sự đại chí quan thành tụ viên mạng nguyên thiết lệ chí quan tân minh thế danh nguyện hữu hình tự độ hữu hình pháp danh nguyên tâm sinh năm 1952 đại ngàn vu quá vàng tạ thế ngày 30 tháng 8 năm Giáp Thìn được tỏ 74 tuổi nhớt vị chân hồn diệu thần hương linh thần thức linh minh lai đáo già lan thọ tài hưởng thực bằng kinh lĩnh pháp tốt xạ mê độ vạn sanh Phật quốc an. Ở nghĩa lòng từ bi đắng đau đứng của bi ngộn này luôn đứng duyên như đời nắm của đa bà như sám chủ thời thanh tra thẩm sơ thường đàn gia mô đà la ni cấn đương kỳ tùng nam mô đại bi ô thượng tượng bồ tát nam mô đại bi ô thượng tượng bồ tát nam mô đại bi ô thượng tượng bồ tát thiên đồ thiên đàng bồ tát đại bi ni phương ngầm cà chậm nhi tuân tới tân lê tà linh nhị bái ngày xưa tài thiệu tên nương linh lai đao an tiền chứng tri pháp sự thiết lệ vượng phản âm sám chủ khởi thân khải phản âm ơi biến thủy biến thực chân ngôn nam mô ta văn đăng ta ba lô di đề tam bà đa nam ba đa nam mô văn đăng ta ba lô di đề an tam ba đa ba lô nam mô văn đa ba lô di đề tam ba đa ba lô nam mô lô vay an đa đa yang di tam bồ lô tu lô an đa lô 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 la ba nam mô lô vay an đa đa yang di tam bồ lô tu lô an đa lô lô an đa lô lô la ba nam mô lô vay an đa đa yang di tam bồ lô
trần luân nhất phất trần ngài bất nhiễm trần tâm vật nhất như lung tinh hải tịch quang thường tài nhầm trường xuân cả ba công cố trầm luân nhất phất trần ngài bất nhiễm trần tâm vật nhất như lung tinh hải tịch quang thường tài nhầm trường xuân cả ba công cố trầm luân nhất phật trần ngài băng nhiễm trần tâm vật nhất như lung tinh hải tịch quang thường tài nhuận trường xuân di chuyển dục thân hướng hòa đài phần thiêu trọng khí tuyệt trần ngài sắc không lượng cực hoàn nguyện thế nhất niệm viên quang cực lạc khai ai hà thiên sức mạng khổ hải phần. Suốt trăm năm một cõi đi về, lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa, mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.
gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì Thank you.
Ngày qua mọi ngóng tin vui
cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay.